Did you know that she is now claiming credit for Little Saigon? Có thể tưởng tượng cô bây giờ là cô nhận điểm là vì cô ấy mới được Little Saigon. Quý vị tưởng tượng được không? Ma giáo lưu manh. Nhưng tôi không khác gì là chúng tôi, chúng ta, chúng mình, mồ hôi nước mắt. 10 năm trời, tôi không quên được cái ngày 20 tháng 11, 2007. Gần 10 năm trời rồi. Hôm đó rất là mệt mỏi, buốt giá đông lạnh. Quý vị còn nhớ không? Tôi có mặt và rất nhiều quý vị ở đây tôi nghĩ là có mặt. Này xin họ, yêu cầu họ vui lòng cho cái thánh lương Sài Gòn mà nhất định họ chống cho tới cùng, làm khổ chúng ta. Và bây giờ cố đi cô nhận vơ, cô nhận điểm. Không khác gì chúng ta, xin lỗi Việt Nam có cái câu là dọn, dọn mâm, rồi cô tới, cô ngồi, cô xài, cô ăn. Đúng không? Chúng ta không có thể chấp nhận cái chuyện đó được. We cannot accept that. She claimed that she gave credit. And because of her, that she got us the Little Saigon. But it's not over. Có cơ hội bây giờ tôi nói sơ qua về cái chuyện Brown Act nếu mà chị Nhung muốn tôi nói. Nó có cái câu này, cái câu hỏi này là rất hot ở trong cái cộng đồng của mình ngay bây giờ. Cái câu hỏi thứ ba bây giờ đó là rất là sôi nổi trong cái cộng đồng của mình. Câu số 3 là nói, xin luật sư cho biết nhận định của luật sư về câu nói người Việt bầu cho người Việt. Could you please give me the opinion on the idea that the Vietnamese people should vote for the Vietnamese candidate? Tôi không tưởng tượng được là đến bây giờ mà có những cái người mà còn thiên cận, còn tôi không biết dùng những cái danh từ gì khác để mà diễn tả, nông cạn và thiếu hiểu biết hay sao mà họ nhất định là người Việt phải bỏ phiếu cho người Việt. Tôi xin hỏi quý vị một câu rất là giản dị. Có những người Việt rất tốt, nhưng có những người Việt rất xấu. Quý vị đồng ý với tôi không? Cũng như là chiến tranh Việt Nam, Cộng sản họ có phải là Việt Nam không? Phải. Mà họ có tốt không? Trả lời đầy đủ rồi. My answer is, the question is, there's this claim that a Vietnamese should vote for a Vietnamese. And my simple answer to that, my simple response to that is, not all Vietnamese are good, not all Vietnamese are bad. Just look at the war. Are the communists Vietnamese? Are they good? Why are we here? Tại sao chúng ta ở đây? Tại vì họ tốt quá hả? Hay là họ dữ quá? Họ hại chúng ta? Họ làm khổ đất nước? Thì chúng ta mới ở đây. That is why we are here. We are refugees from communism. And they themselves are also Vietnamese. But they're not the good Vietnamese. So just think about it. Just because Madison Nguyen is Vietnamese. She's Việt dân! Yeah. Madison Nguyen là Việt dân! Everybody's entitled to their opinion. That's fine. I just think she's not a good Vietnamese. Tôi nghĩ là cô không phải là người tốt. Bởi vì nếu cô là người tốt, đó, cô đã giúp chúng ta trong 10 năm qua. Cô đã giúp chúng ta làm được rất là nhiều việc. Mà cô đã làm khổ chúng ta. Mồ hôi, nước mắt, đau khổ. Rồi sau đây cô lại giở trò, cô nhận vơ, nói là vì cô chúng ta mới được cái Little Saigon. Rồi vì cô bây giờ mới có cái resolution, cái nghị quyết là chống cộng sản, cấm cửa cộng sản. Trời ơi, chúng ta đâu có phải là người Mỹ, họ có câu we weren't born yesterday. Chúng ta không có phải là mới sanh hôm qua. Chúng ta đã trải qua rất là nhiều cũng vì cộng sản, và chúng ta đã bị hại rất là nhiều như người đang ra tranh cử bây giờ muốn ngồi trên Sacramento để điều khiển chúng ta, để hại chúng ta thêm. Thì quý vị nghĩ chúng ta nên bầu cho Madison Nguyễn hay là cho Ash Kara? Ash, who you will vote, please? Who you will vote? Ash Kara, right? Yeah.